Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 1 năm 2024 ạ. Thì cận kề những cái phiên bán hàng cuối năm này thì hiện tại bên em đang về mới rất là nhiều những cái cây lan đẹp để cô chú anh chị mình có thể có những giỏ lan trưng Tết thực sự rất là tuyệt vời luôn, mà với cái giá đảm bảo rằng cực kỳ là rẻ cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều những cái mã hàng hoa Tết đẹp trong buổi tối ngày hôm nay, từ những cái cây địa lan và những cái cây lan hồ điệp cho đến những cái dòng lan thân thòng hàng đang nụ, và những cái mặt hàng kg rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em giá thì chỉ dao động từ vài chục cho đến trăm nghìn thôi, hơn vài trăm nghìn thôi cô chú anh chị ạ. Đảm bảo cô chú anh chị có những cái giỏ lan đẹp nhất ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì vẫn là cái lô đùi gà, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Hàng không có nhiều ạ. Tươi roi rói và hiện tại là những cây lan đang bắt đầu là nhú nụ rồi nhá. Những cái cây lan đùi gà dẹt cắt tỉa rất là kỹ ạ, rất là đẹp luôn. Đang bắt đầu là sưng nụ rồi. Nói chung là cái dòng gà dẹt thì nó nở hoa rất là sát Tết, chính vì vậy mà bây giờ cây đã bắt đầu cho nụ như vậy nhá, chú anh chị nhá. Lác đác đã có những thân hoa nhú nụ rồi. Là sau Tết thôi của chú anh chị mình được thưởng thức cái giỏ hoa thực sự rất là tuyệt vời từ những cây đùi gà này. Dòng đùi gà dẹt em bán với giá chỉ có 180.000 trong 1 kg thôi. Nửa kg cô chú anh chị có giỏ lan rực rỡ luôn rồi ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan sơn thủy tiên này. Cô chú anh chị nhìn cho em. Những cái giả hành sơn thủy tiên là hàng chọn nhá chú anh chị nhá. Nói chung là đây là hàng chọn. Đảm bảo là cô chú anh chị mình khi mà sưu tầm những cây lan sơn thủy tiên này, đặt hàng những cây sơn thủy tiên này thì đến mùa hoa xuân cô chú anh chị có thể được thưởng thức những cái chùm hoa đẹp nhất, đạt nhất, chuẩn nhất cô chú anh chị nhé. Và 1 kg của dòng sơn thủy tiên đấy, toàn là hàng dề thôi, xanh mướt cắt tỉa như thế này, em đang bán với giá là 180.000 trong 1 kg ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo vôi. Vôi thì về độ thơm nó chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, thân nào thân đấy này, căng mướt luôn. Cái mùa mầm hiện tại đang chuẩn bị lên thôi. Nói chung là đây, cô chú anh chị này, mầm thì đang bắt đầu là chuẩn bị nhú thôi nhá. Nói chung là cái tầm bây giờ cô chú anh chị lấy là khi mà đến mùa hoa mùa 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 giống là nó sẽ là cho cái cây giống đạt độ khỏe nhất, bởi vì là khi mà lên mùa mầm, lên mầm rồi vận chuyển đóng gói đi thì có thể mầm gãy, nó lên mầm mới thì cây nó sẽ không đạt như là cái tầm bây giờ nhá. Và cũng sẽ là cái thời điểm để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trọn vẹn nhất. Vôi với giá em bán là 170.000 trong 1 kg, em bán ngay từ 0,3 kg, tức là hơn vài hơn 50.000 thôi cô chú anh chị có một cái giò lan hoàng thảo vôi thơm nức mũi luôn luôn rồi. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan quế tím, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Những cây lan quế tím hiện tại bây giờ đã bắt đầu là ngậm nụ hết rồi nhá, chuẩn bị sang xuân rồi mà. Tất cả những cây lan này là ngậm nụ hết rồi nên là đảm bảo là sẽ cho những cái bông hoa để cô chú anh chị mình được thưởng hoa một cách trọn vẹn ở mùa xuân cô chú anh chị ạ. Đấy ạ. Những cây lá dày cộp và tím lịm đẹp như thế này. 1 kg của dòng quế tím này em đang để giá là 140.000 trong 1 kg thôi. Thực sự thì cái mùi hương của dòng quế tím có thể sánh với cả cây hoàng nhạn nhé của chú anh chị nhé. Thể sánh với cây hoàng nhạn luôn. Nó rất là thơm ạ. Em bán từ 0,3 kg rồi. Sau bên này đây sẽ là cái dòng dáng hương bạch nhạn. Một cái loại lan với những cái bông hoa trắng thanh khiết, cho hoa yêu mến cái dòng hoa màu trắng và mới hương thơm nhẹ nhàng, rất là quyến rũ. Cây như vậy thôi nhưng cô chú anh chị có thể nhìn cho em ạ. Đây ạ, một cây như thế này mà năm ngoái vừa rồi cho hai cái vòi bông dài tít tắp như thế này. Đó thì cô chú anh chị thấy đấy ạ. Và 1 kg dáng hương bạch nhạn với giá là 170 cho 1 kg. Em bán ngay từ 0, cũng bán ngay từ 0,3 kg rồi nhá cô chú anh chị nhá. Tức là với vài chục nghìn để cô chú anh chị mình có thể có những cái giò lan rất là đẹp rồi. Đó, thoải mái được thưởng thức, được ngắm những cái giò hoa rất là đẹp ở mùa xuân rồi. Tất cả những cái hàng này bây giờ đã ngậm nụ hết rồi ạ. Sang bên này đây là những cái cây dáng hương đuôi sóc này. Mùa hanh khô nhưng mà cây những cái cây đuôi sóc vẫn cứ rất là đạt, rất là đẹp. Cây thì bắt đầu là hiện tại bắt đầu chuẩn bị nhú nụ hết rồi ạ. Dáng hương đuôi sóc với giá em đang bán là 120.000 cho 1 kg thôi, mà em cũng sẽ bán ngay từ 0,2 kg nhé chú anh chị nhé.
bán ngay từ 0,2 kg đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây là giá hương đuôi chồn này. Nói chung là cái mùa này thì những cái cây lan hàng đơn thân này nó rất là héo ạ. À, nhưng mà nên là cô chú anh chị mua ấy, nhưng mà lại là cái mùa ghép rất là đẹp. Và cô mua chú anh chị mua đảm bảo là cái mùa ghép, gọi là cái mùa mua siêu lợi cân, nhưng lại là cái mùa đẹp đẹp nhất trong năm để cô chú anh chị mình có thể trồng những cây lan này. Đuôi chồn giá chỉ có 160.000 trong kg thôi ạ. Mua quá là lợi cân luôn. Mà cô chú anh chị với cây tầm héo như thế này, cô chú anh chị về ngâm kích dưỡng chất thì cây sẽ bung hoa rất là nhanh luôn nhé. Giá ở đây em đang bán là 160 và bán ngay từ 0,3 kg. Năm này đây ạ, còn duy nhất em còn duy nhất một chậu năm cánh trắng họng hồng thôi. Đó, cây nụ lớn như thế này và chuẩn hoa Tết luôn ạ. Bình thường chậu này thì khá là nhiều thân nhé. Mầm gốc cũng đang bắt đầu là nhú này. Cô chú anh chị nhìn cho em cái dòng vẻ đẹp của năm cánh trắng họng hồng, vẻ đẹp trắng thuần khiết, họng hồng nổi bật trên nền năm cánh trắng. Một chậu duy nhất này thôi em bán là 100.000 nhé cô chú anh chị nhé, 100.000 đó. Và sang bên này đây sẽ là dòng giả hạc Pháp, cũng là dòng hoa sẽ cho vào thời điểm Tết nhé. Cái dòng giả hạc Pháp của chú anh chị cùng em ngắm này, cái mầm gốc của nó đẹp mê cho cô chú anh chị. Không phải là đây cái dòng này và về cô chú anh chị có thể được thưởng thức những bông hoa ngay nhé, đẹp một cách trọn vẹn như thế này, thân nào thân này đấy căng mướt luôn. Và dòng giả hạc Pháp với cái sắc hoa đỏ thắm vô cùng là nổi bật của nó vào những ngày Tết đến xuân về, cũng là một cái màu sắc rất là tuyệt vời, cái sắc hoa đỏ tím đỏ rất là đẹp như vậy. Và một cái giò giả hạc Pháp như thế này, cô chú anh chị hãy nhanh tay sưu tầm đi ạ. Giá chỉ có 100.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé, 100.000 một giò thôi. Và chậu thì rơi vào 7-8 thân cơ ạ. Đó. Và với cái một cái giò lan đẹp như thế này thì chỉ em bán chỉ có giá là 100.000, nên là cô chú anh chị cũng đừng bảo em là bao ship nữa cô chú anh chị nhé. Bao ship nữa thì em lấy đâu ra cái công để em đóng hàng ạ. Thậm chí còn lỗ nhá chị anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm cổ này, hay còn gọi là trầm than củi. Thân nào thân đấy căng mướt đẹp mộng mơ như thế này. Riêng cái dòng trầm cổ thì không có lẫn đi đâu được cô chú anh chị ạ, không lẫn đi đâu được luôn ạ. Và đây ạ, mặt bông trầm cổ đây cô chú anh chị nhá. Không phải tự dưng nó gọi tên là trầm cổ đâu ạ. Một cái loại lan với cái sắc hoa đỏ thắm đẹp, tím đỏ đẹp tuyệt vời như thế này và vô cùng là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Chỉ cần 1-2 bông nở thôi là cả cái không gian thoang thoảng cái mùi hương của dòng trầm này luôn, cái trầm cổ ạ. Và cái chậu như thế này ạ, rơi vào khoảng tầm 8 cho đến cả chục thân, thậm chí hơn cả chục thân nữa cô chú anh chị nhé. Và giá em đang bán ở đây này, thân nào thân đấy căng mướt đẹp luôn ạ. Đấy, cây bắt đầu là chuẩn bị xuống ngọn hết rồi. Với giá chỉ có 140.000 cho một giò thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm trắng. Nói chung là đã là trầm thì cái mặt hoa nó đặc điểm là cực kỳ là thơm. Trầm trắng hay trầm đỏ hay là trầm rồng đỏ, mỗi một cái loại lan nó có một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Trầm trắng mang cái vẻ đẹp trắng thuần khiết không tì vết như thế này này. Đó, và hương thì cũng rất là thơm. Thì một cái chậu trầm trắng bây giờ nó đã xuống hết lá rồi cô chú anh chị ạ. Và cái dàn mầm gốc đang lên. Gần như chậu nào cũng lên mầm gốc rất là đẹp như thế này. Có một số cây thì đang bắt đầu là lác đác ra nụ rồi nhá cô chú anh chị nhá, nụ xanh biếng biếc này. Nhưng mà đa phần là chưa cô chú anh chị ạ, đa phần là chưa đây. Hàng này thì cô chú anh chị mình thưởng thức hoa xuân cho em thôi ạ. Đó. Vào những ngày đầu xuân năm mới, cô chú anh chị đón chào một năm mới với những bông hoa rực rỡ như thế này, đủ sắc màu hoa luôn cho vườn lan của mình đi ạ. Và một cái chậu trầm trắng như vậy em đang bán chỉ có 100.000 thôi cô chú anh chị ạ, 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Bằng 1-2 cái bát phở của chú anh chị thôi ạ. Có ngay một cái chậu trầm trắng rất là đẹp như vậy. Và sang bên này đây thì em đang có đây những cái giò lan. Đây là những cái cây lan hài vệ nữ này. Cây lan hài vệ nữ xanh um, một cái chậu lan đẹp như vậy. Em để giá có 100.000 thôi ạ. Và cái hàng này thì khi mà đến mùa hoa em nghĩ rằng nó cũng đủ xuất sắc. Chú anh chị mình thưởng thức nhá. Và sang bên này đây ạ là cái dòng lan đen đô xuân đây của chú anh chị nhá. Cái dòng đen đô xuân mã hoa màu vàng. Cái dòng hoa mà người ta quan niệm rằng là tài lộc và sự sung túc đây ạ. Đây là cái mã hoa mà khách hàng đã lấy, một cô ở trong miền Nam đã lấy, và cái thời tiết rất là ấm nên là thời điểm bây giờ là cây đã bắt đầu nở hoa như thế này rồi. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy này, rất là xinh luôn. Đấy là một số bông đã nở trước thôi và còn rất là nhiều những cái nụ ở đằng sau đây cô chú anh chị nhá. Nở đủ căng đủ đẹp như thế này này. Một cái chậu lan mà rơi vào ít nhất là 5 thân hoa nhá, sum xuê, và một cái dàn mầm gốc cũng đang nổ lên. Đó, rất là xinh luôn. Đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Em đang để giá có 110.000 cho một giò thôi cô chú anh chị. Đây là hoa trực tiếp này. Nói chung là cái hoa đây ngắm trực tiếp như vậy thì nó nhìn cái
cái độ sáng, độ vàng của nó là chuẩn hơn nhé cô chú anh chị nhé. Còn vào cái hình như lúc nãy thì cô chú anh chị nhìn thấy là không chuẩn màu. Nó rất là đẹp luôn. Tại vì nó bị lóa cô chú anh chị, có 110.000 thôi. Đây thì em còn có duy nhất hai chậu thôi. Đó, cây rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây cũng là cái mã Dendro. Và đây là cái mã Dendro tím nhật. Cô chú anh chị tham khảo giá trên thị trường cho em. Cái dòng hoa Dendro tím nhật này người ta sẽ phải bán tầm ít nhất 200.000 cho một chậu. Cây bây giờ có những cái thân đã bắt đầu là sưng rất là nhiều nụ rồi cô chú anh chị ạ. Đã bắt đầu là sưng rất là nhiều nụ rồi đây cô chú anh chị này. Dòng tím nhật, hoa tím lịm minu luôn. Đây ạ, à, cái vẻ đẹp của dòng hoa tím nhật nhé. Cánh hoa dày cô chú anh chị ạ. Cánh hoa dày và cái sắc hoa tím, khuôn bông hoa bầu tròn. À, cái mùi hương thơm nhẹ nhé cô chú anh chị nhé. Rất là thích luôn. Cái độ bền của dòng Dendro bao giờ cũng trên 2 tháng cô chú anh chị ạ. Thì một cái giò lan Dendro tím nhật đẹp như thế này, khỏe tuyệt vời như thế này đấy ạ. Giá em đang bán là 170.000 thôi. Và cũng là cái dòng lan Dendro đây cô chú anh chị nhìn cho em. Nói chung là cái dòng Dendro thì nó đủ cái màu sắc luôn, cái màu nào cũng rất là đẹp. Đây này, cái mã này Dendro cô chú anh chị nhìn thấy là rất là giống đùi gà, nhưng cái bông hoa của nó tròn hơn nhé cô chú anh chị nhá. Đây là một số cái bông hoa mà nở đầu ngọn cũng rất là xinh đẹp như vậy đấy ạ. Thì ở đây em đang có những cái chậu lan Dendro này. Chậu nào chậu đấy thân mập nú, rơi ít nhất từ 5 thân hoa trở lên luôn cô chú anh chị nhá. Rơi ít nhất 5 thân hoa luôn. Và giá thì chỉ có 100.000, đúng 100.000 một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Bên này đây này, em còn duy nhất một cái chậu già hạc chớp Mỹ thôi cô chú anh chị nhá. Một chậu già hạc chớp Mỹ thôi ạ. Dòng chớp Mỹ với cái sắc hoa cánh hoa bầu tròn và là tím chớp đẹp một cách độc đáo tuyệt vời như vậy. Mà không chỉ sở hữu cái vẻ đẹp tuyệt vời mà nó còn là một cái dòng lan cực kỳ là thơm. Người yêu lan yêu thích cái vẻ đẹp của dòng chớp Mỹ không phải chỉ sắc của nó mà là bởi vì cái hương thơm tuyệt vời của nó. Cây đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Cây đang nụ với chậu này thì có hai thân. Cái một thân thì nụ khá là lớn rồi, một thân thì mới bắt đầu là nhú nụ thôi cô chú anh chị này. Thì đây mầm gốc, ba dàn mầm gốc, ba cái cây mầm gốc lên rất là mộc đẹp như thế này. Và cái chậu duy nhất này hôm nay em sẽ để giá lại luôn là 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Mã này 100.000 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng giả Kawai này. Nói chung là tầm bây giờ cô chú anh chị thấy là cái dàn mầm thì cây gần như cái chậu nào cũng đang bắt đầu là nhú mầm lên rất là đẹp rồi. Cô chú anh chị ạ, lên mầm rất là đẹp rồi nhá. Cái chậu giả Kawai này thì em nghĩ rằng nó sẽ là Hawaii tím và đang có những cái bông hoa rất là đẹp như thế này. À, cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu rồi thì biết chắc chắn là biết được cái vẻ đẹp của cái dòng hoa Hawaii đúng không ạ? Trước đây người ta bán theo thân. Với chậu như thế này chắc phải rơi tầm 600.000, 5-600.000. Đó thì hiện tại em đang để giá cái chậu này gọi là chậu số bao nhiêu nhỉ? Buồn cười đấy nhỉ. Chậu này gọi là chậu số 10. Chậu này em gọi là cái chậu số 9 nhá cô chú anh chị nhá. Chậu số 9 này. Rất là nhiều thân luôn như thế này. Chậu số 9 này em đang để giá là 130.000 nhá. Đấy chậu giả Hawaii số 9 ạ. Và sang bên này sẽ là chậu số 10. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, ba thân siêu to khổng lồ, đẹp mộng mơ luôn và cây đang nhú nụ nhá. Cây đang nhú nụ và mầm gốc cũng đang lên. Và chậu Hawaii với ba thân đẹp tuyệt vời như vậy em để giá là 120.000 thôi. Và chậu tiếp theo chậu số 11. Chậu số 11 là bốn thân và cả bốn thân đang nhú nụ đều tăm tắp luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn mê chưa cô chú anh chị? Đó, với bốn thân đẹp tuyệt vời như thế này, em cũng để giá là 130.000 nhé cho chậu này. Và chậu tiếp theo là chậu số 12, một cái giò thân mập nú cũng rất là đang có rất là nhiều nụ ở đây. Chỉ còn vài bông nở thôi, thân đẹp chưa cô chú anh chị? To mập đẹp luôn. Cái chậu này 12 với giá bán là 130.000. Và chậu số 13 này cô chú anh chị này, cái chậu này khả năng là Hawaii tím bởi vì Hawaii trắng bởi vì là em nhìn thấy là có nụ xanh, có vài cái thân nụ xanh, có hai thân nụ đang lớn rồi, có thể thưởng thức hoa Tết ngay và có những thân nụ nhỏ hơn nhé. Và mầm gốc cực đẹp luôn. Cái chậu này em bán 130.000. Và sang chậu tiếp theo sẽ là giò số 14 này cô chú anh chị nhìn cho em. Đó, thưởng thức hoa năm nay rồi cô chú anh chị có thể có ngay một cái giò lan, một cây giống rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một cây lan rất là khỏe, hoa đẹp và rất là thơm. Cái chậu này em bán 130.000 này. Đó. Và sang hình tiếp theo cũng sẽ là, em nghĩ rằng đây cũng sẽ là Hawaii trắng, thân xanh biếc luôn rồi. Cái mầm gốc lên mập nú. À, có cây nụ rất là lớn như thế này rồi, Hawaii tím lẫn trắng luôn cô chú anh chị ạ. Để em thấy có cả thân tím nhá cô chú anh chị nhá. Chứ không phải là trắng luôn đâu, hai cái màu hoa trong một cái giò lan này luôn. Vậy cô chú anh chị có thể tách chậu. Ba thân to đùng như cái ngón tay. Rất là đẹp. Chậu này em bán 130.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Chậu Hawaii số 16 này cô chú anh chị này. Cũng đang nhú nụ đều tăm tắp luôn.
bây giờ đang nứt nụ thôi, đang nhú nụ như thế này thôi cô chú anh chị nhá, rất là đều. Chậu này cũng là 3-4 thân nhú nụ và còn thêm rất là nhiều thân bé để có thể có một cái giò lan sung xuê cho năm sau. Chậu này em bán 130.000 và sang hình tiếp theo là hình số 17 này, chậu số 17 đây. Chậu số 17 này em cũng để giá là 130.000, cũng rơi 6-7 thân gì đó. Và chậu số 18 120.000. 120.000 đây cô chú anh chị nhá, cũng đang có những cái nụ này. Đó, đây cũng có những thân đang nụ. 120.000 ạ. Và chậu số tiếp theo, chậu số 19. Chậu số 19 này cũng là 130.000 cho chậu 19 này. Và đây sẽ là những cái chậu lan trầm rồng đỏ nhá. Cái vẻ đẹp của dòng trầm rồng đỏ đây cô chú anh chị. Cái vẻ tuyệt vời của dòng trầm rồng đỏ, hoa của nó không khác gì trầm rừng nhưng bông hoa lại to hơn nhá cô chú anh chị nhá. Bông hoa lại to hơn ạ. Rất là đẹp như thế này. Vào những ngày Tết cũng như là những ngày đầu xuân năm mới mà cô chú anh chị sở hữu những cái giò trầm rồng đỏ thì thực sự nó cũng là một cái điều quá tuyệt vời đúng không ạ? Đây ạ, có những cái cây nó đang nụ như vậy rồi. Ở đây thì em chia theo hình, cô chú anh chị cùng em lựa chọn nhé. Cái hình đầu tiên sẽ là hình số 20, một cái chậu trầm rồng đỏ. Cái chậu này em xin phép được bán 100.000 thôi. Nhìn đây, cô chú anh chị, cái mầm gốc đẹp chưa? Cây thì cũng có những cái thân đã bắt đầu là nhú nụ. Cái giò này thì có một cái cây rất là cao nhưng mà lại bị gãy đầu ngọn một chút. Chậu này tổng là 246 thân luôn ạ. Em đang để giá là 100.000 cho chậu này nhé. Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì cũng biết rằng là trầm rồng đỏ trước đây thân vài 300.000 đúng không ạ? Chậu này tổng thì rất là sum xuê và có những thân đang nhú nụ, sưng nhú chi chít là nụ ở đây. Cô chú anh chị nhìn này. Đấy, rất nhiều thân và chậu này em bán với giá cũng chỉ 100. Chậu này em bán là 110.000. 110.000 cho chậu này và chậu tiếp theo chậu 22 này. Chậu 22 hai thân rất là cao và đang nhú nụ và thêm hai cái thân thấp hơn kia, em bán 110.000. Chậu tiếp theo chậu 23 là hai thân. Đấy, hai thân cao và đang nhú chi chít nụ đây cô chú anh chị nhá. Mỗi một mắt nụ này vài ba bông hoa luôn cô chú anh chị ạ. Mầm gốc đang lên. Chậu này em bán là 100.000 cho chậu hai thân này. Chậu tiếp theo 24 ạ. 24 đây. Cũng là hai thân à, ba thân chứ cô chú anh chị. Chậu này ba thân ạ. Ba thân trong đó có hai thân phải cao tầm ít nhất là 60 cm. Có hai thân thấp hơn là tổng thành 4 thân. 4 thân làm giống. À, chậu này em bán là 100.000 luôn. Chậu tiếp theo 25. Tổng 5 thân luôn nhé cô chú anh chị nhá. Cũng có những thân đang nhú nụ cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Cái giò này em xin phép được bán 110.000 ạ. 110.000 cho chậu này và chậu tiếp theo sẽ là chậu 25. Chậu 26. Chậu 26 đây cô chú anh chị. 26 này. Cũng cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ ở đầu ngọn này nhá. Chậu 26 cũng là một cái giò lan rất là sum xuê. Chậu này em bán là 110.000 và chậu số 27 đây. 27 rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Em bán là 110.000 cũng có những cái thân đang nhú nụ rồi và chậu số 28 này. À, cũng với giá là 110.000 nhá. Chậu này tổng 4 thân luôn ạ, có những cái thân đang nhú nụ đây ạ. 110.000, dàn mầm gốc đang lên rất là tuyệt. Và một cái chậu dendro. Dendro úc mắt đen. Cũng đang có những cái thân nó nhú nụ như này này, 4-5 thân đang nhú nụ nhá. À, chậu này em xin phép được bán với giá 110.000 ạ. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm một cái lô địa lan Sato. Một cái lô địa lan Sato về phải nói là đẹp xuất sắc luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn từng nụ một, từng chậu một cho em. Em bao giá lẻ rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng bao đẹp như thế này, đẹp từng nụ một luôn nhá cô chú anh chị nhá. Năm nay phải nói là cái hoa nó vô cùng là đạt luôn ạ. Đây là cái dòng địa lan Sato màu vàng mít. Một cái giò lan như vậy mà cô chú anh chị trưng trong nhà hay trong phòng khách. Trong phòng khách, trong nhà thực sự là sẽ làm cho cả không gian bừng sáng luôn. Cô chú anh chị có thể lấy ngay từ bây giờ làm quà tặng quà biếu rồi. Giờ đã rất là nhiều gia đình người ta đã bắt đầu là trưng hoa rồi đúng không ạ? Thì ở một cái chậu địa lan Sato màu vàng mít như thế này này. Nhìn cho em cô chú anh chị đủ đẹp đúng không ạ? Cái cánh hoa rất là dày và cái bông hoa cực kỳ là to và mẩy luôn nhé cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Một cái chậu địa lan Sato màu vàng mít với 5 vòi bông ạ. Em xin phép được bán với giá chỉ có 370.000 thôi cô chú anh chị nhá. 370.000 thôi ạ. Và cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Với cái dòng lan VIP và đẹp như thế này thì một chậu như vậy người ta không bán dưới 500.000 cô chú anh chị nhá. Thì ở đây em đang để giá có 370.000 cho một cái chậu địa lan Sato màu vàng chanh. Đây là màu vàng chanh cô chú anh chị ạ. À, và chậu mà 6 cần hoa em xin phép được bán với giá là 390.000. Đấy, 390.000 cho chậu 6 cần hoa và 370.000 cho chậu 5 cần hoa. Đảm bảo cô chú anh chị về đến nhà, cô chú anh chị có thể có ngay vài hôm thôi, cô chú anh chị có ngay một cái giò lan đẹp để trưng những ngày
bắt đầu chuẩn bị Tết tới này rồi cô chú anh chị. Còn bên này đây sẽ là màu vàng, màu vàng mít này cô chú anh chị này. Màu vàng mít thì em có hai mã màu, một cái mã là cây lùn nhá cô chú anh chị nhá. Đây cái mã lùn này đó, cái nụ nào nụ đấy to đùng luôn. Cái hàng mã lùn này thì cô chú anh chị có thể để trên kệ trên đôn rất là phù hợp luôn cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn. Và một cái chậu mã lùn màu vàng mít ạ, cái độ bền của dòng này cô chú anh chị về chơi hoa từ bây giờ đến hết tháng riêng thôi, hết tháng riêng chưa tàn đâu cô chú anh chị nhá. Năm nay hoa cực kỳ là khỏe, cực kỳ là đẹp luôn, rất là đạt luôn. Và một cái giò lan như thế này đó, cái mã thấp mã lùn này cô chú anh chị này, em xin phép được bán với giá là 340.000 cho một chậu 5 cần hoa và 350 cho 6 cần hoa và 350 cho 6 cần hoa và 360 cho 7 cần hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đấy là cái mã địa lan Sato vàng mít cây lùn ạ. Và địa lan Sato vàng mít thì em còn có thêm cái hàng là dòng giống dòng cao hơn. Cái dòng cao hơn thì em xin phép được bán với giá là, đây là cô chú anh chị nhìn này, hoa năm nay, hoa bình thường mỗi năm ấy thì bông hoa của nó rất là cụp, nhưng mà bông hoa năm nay thì nó nở căng, nở quăng và nở xòe hết cỡ, đẹp như thế này này. Đó. Nó đẹp như là cái hàng ngay tại nhà mình trồng luôn ạ. À, cái dòng hoa này này, một cái chậu vàng vàng mít rơi 5 cần hoa sẽ là 370, 6 cần hoa cũng là 390 nhá. Và duy nhất ạ, một cái mã Sato màu đỏ. Em còn duy nhất một cái mã Sato màu đỏ này thôi. Cánh hoa dày cộp ạ, 5 vòi bông cô chú anh chị nhá. 5 vòi bông cực kỳ là đẹp. Với giá em bán là 370.000 cho cậu chậu này cô chú anh chị nhanh tay đi ạ. Còn duy nhất một chậu thôi, săn hàng không có luôn nhé cô chú anh chị nhá. Còn sang bên này đây sẽ là em có những cái chậu lan thanh đạm. Ồ, thanh đạm. Thanh đạm Indo này cô chú anh chị này. Chậu thanh đạm Indo, thanh đạm sữa chứ, cây đang nhú nụ rất là đẹp luôn rồi. Đó, cái dòng hoa trắng sữa rủ dài. Một cái chậu lan thanh đạm sữa như vậy em đang để giá đây này, những nụ của nó này cô chú anh chị, có 100.000 cho một giò thôi. Và những cái chậu lan thanh đạm Indo 150.000 cho một cái chậu ta lan thanh đạm Indo này. Và ở bên này đây sẽ là những cây lan hồ điệp. Hôm nay em về những cái mã hồ điệp phải nói là đẹp xuất sắc ạ. Đó, những cái cây hồ điệp đầu tiên là cái mã hoa màu vàng này. Màu vàng tia rất là đẹp luôn, rất là nổi bật nhá. Và một cái chậu thì cốc này cốc 3.5. Cốc 3.5 cô chú anh chị ạ, cây rất là khỏe. Và một cái chậu như vậy sẽ có hai cái mã bông. Bây giờ cũng đã nở rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Nở rất là đẹp rồi, nở 3 bông đầu tiên. Cực kỳ là đạt như vậy mỗi một cái vòi hoa. Và một cái chậu lan như vậy, cô chú anh chị nếu như là muốn một cái vẻ đẹp nhẹ nhàng, cô chú anh chị có thể chỉ cần một cây thôi, một chậu thôi cũng đủ đẹp nhá. Hai cần hoa mà lại còn hoa phân nhánh nữa này. Đấy, giá của thị trường những cây như thế này người ta không bán dưới 200.000 đúng không ạ? Thì ở đây hiện tại em đang để giá có 130.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 130.000 cho cái mã hồ điệp hoa vàng này. Đó. Còn bên này đây sẽ là đỏ, đỏ và có lẫn chấm trắng, chấm trắng này, cũng là cốc 3.5 và phân cực nhiều tay. Một chậu thì có hai vòi hoa nhá cô chú anh chị nhá. Hai vòi hoa đẹp mê ạ. Thì một cái giò như vậy em đang để giá là 130.000 cho một giò nhá. 130.000. Cô chú anh chị nhìn này. Đó. Em lên thử ba đây. Còn bên này là mã hoa màu trắng này. Mã hoa màu trắng chậu cũng hai vòi bông ạ. Chậu hai vòi bông đẹp lung linh luôn. Ở đây em đang lên thử ba chậu. Mã nhìn đủ sang chảnh như thế này rồi. Với giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy là mã hoa màu trắng. Còn đây là cái mã hoa màu đỏ này cô chú anh chị này. Đủ rực rỡ luôn. Khi cô chú anh chị sở hữu ba cây hồ điệp này để vào một cái chậu luôn là cô chú anh chị có một cái giò lan chơi Tết phải nói là đủ rực rỡ. Cái độ bền này hơn 2 tháng nhá chú anh chị nhá. Nên là cô chú anh chị chơi hoa từ bây giờ cho đến hết Tết luôn, cô chú anh chị cứ ra thị trường với những cây lan đẹp như thế này, khẳng định cô chú anh chị rằng mỗi một chậu hai cần hoa và hoa đạt đẹp như thế này không dưới 200.000 đâu cô chú anh chị ạ. Đó, trong khi đó cô chú anh chị lấy ở bên em một cái chậu lan đẹp, một cái chậu lan cực kỳ là sang chảnh, đẹp ưng ý với ba cây đi ạ. Là đẹp ưng ý rồi. Chỉ có giá hơn 300.000 thôi. Hơn 300.000, 300-400.000 đâu thôi ạ. Trong khi đó cô chú anh chị bỏ đi ra ngoài có thể mua đến cả tiền triệu. Ở đây thì em đang có thêm cái mã mãn thiên hồng này. Cây một cần hoa nhưng mà phân nhánh rất là xinh. Đó, cây mãn thiên hồng một cái cây như vậy em đang để giá là 100.000 nhá. 100.000 cho một cái cây mãn thiên hồng có một cần hoa. Còn cây mà có hai vòi hoa em xin phép được bán với giá là 320.000. Cây mãn thiên hồng. Và bên này đây thì
Em đang có thêm những cái cây năm cánh trắng Phú Thọ cho cô chú anh chị nào đang yêu mến và muốn sưu tầm những cây Phú Thọ để thưởng thức hoa xuân đây. Chiều dài từ 30, chiều dài từ 60 cho đến 70 cm, chậu chỉ có 80.000 thôi, hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhá. Chuẩn ươm ki luôn ạ. Và cái dòng Phú Thọ này trước đây là tiền triệu cô chú anh chị, không là gì rồi. Ngay cả những người mới chơi lan thì cũng biết được cái vẻ đẹp tuyệt vời của cái dòng lan Phú Thọ đúng không ạ? 80.000 trong cái giò lan Phú Thọ thôi cô chú anh chị nhá. À, tiếp sang bên này đây sẽ là những cái món đặc sản của vùng miền Cao Bằng quê em, để cô chú anh chị có thể thưởng thức trong những ngày Tết đến xuân về này. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món miến rong nhé cô chú anh chị nhé. Món miến rong, đây là món miến rong sợi to hoàn toàn làm từ củ rong giềng nguyên chất. Cái lô miến hôm nay về thì phải nói là em vô cùng là ưng, thực sự là nó rất là đẹp và rất là nhìn rất là ngon luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nào mà đã mua cái miến rong, ăn cái miến rong thái tay này một lần rồi chắc chắn là cô chú anh chị sẽ muốn có lần thứ hai và những lần sau đúng không ạ? Cực kỳ là ngon, đây là miến rong thái tay và tráng tay nhé cô chú anh chị nhé. 1 kg miến rong như vậy. Đó, 1 kg miến rong thái tay như vậy đấy ạ. Em đang để giá là một đâu có 90.000 cho một túi thôi. Cô chú anh chị nhìn cho em những sợi miến thì biết là nó đủ độ ngon đẹp như thế nào rồi ạ. 90.000 cho 1 kg miến rong thái tay này. Và bên này đây sẽ là măng mầm này cô chú anh chị này. Đó, nhìn khô rang luôn. Khô đẹp như thế này, 1 kg măng mầm của vùng Bảo Lạc Cao Bằng nhá. Em đang để giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Còn sang bên này đây sẽ là chè. Chè ô long của vùng núi Cha Đén, chè ô long ạ. Được trồng ở vùng núi Cha Đén Nguyên Bình nhé cô chú anh chị nhé. Với độ cao trên 1.000 m² mà quanh năm sương mù bao phủ. Cái nhiệt độ bao giờ cũng rất là thấp và cô chú anh chị biết rằng là hiện tại như cái thời điểm bây giờ ở trên Cao Bằng cũng đang rất là lạnh. Và trên cái đỉnh núi Phía Quắc ở Nguyên Bình ạ, Phía Quắc Pha Đén ạ, thì thời điểm bây giờ đã xuất hiện băng giá rồi ạ. Đó là một cái vùng mà cái nhiệt độ rất là thấp mà quanh năm sương mù bao phủ. Và cái cây chè trồng ở vùng đó thì gần như là mọc hoang dã, rất là tự nhiên. Đó, không có hóa chất, không gì luôn cô chú anh chị nhé. Và ở cái những cái độ cao trên 1.000 m² với cái thời tiết rất là đặc biệt như vậy thì cũng tạo ra cái hương vị chè nó cũng rất là đặc biệt luôn ạ. Hương vị chè nó rất là đặc biệt luôn. Thì một cái túi chè ô long như vậy em đang để giá là một nửa kg nhé. Là 170.000 cô chú anh chị ạ, 170.000. Và bên này thì em có thêm một cái túi là 0,4 kg, em bán là 150.000. Còn bên này đây sẽ là cái nấm hương, là nấm hương rừng nhá cô chú anh chị. Nhìn những cái sợi nấm này phơi khô tự nhiên vàng óng rất là đẹp như thế này. Thì một túi như thế này là nửa kg được rất nhiều ạ. Em đang để giá là 150.000 cho nửa kg nhá, nấm hương ạ. Và bên này thì em có cái món này là món lạp sườn này cô chú anh chị này. Đó, cái món lạp sườn mà trên Cao Bằng quê em thì vào mùa đông cũng như là Tết nào thì cũng không thể thiếu trong mỗi gia đình. 1 kg lạp sườn như vậy tự tay gia đình em làm, chọn từ nguyên liệu cho đến cái nguyên liệu cho đến cách làm gia vị thì đều là không chất bảo quản rất là lành. Một túi như vậy là nửa kg, em bán là 130.000. Cả gia đình em là 5 người ăn một ngày không hết luôn cô chú anh chị nhá. 5 6 người ăn một ngày không hết luôn. Một túi như vậy ạ. Và 1 kg sẽ 250, bởi vì cái này thì nó là hàng nó khô nên là được rất là nhiều. Và sang bên này đây thì em đang có đây, đang có những cái bảng dớn. Bảng dớn thì có size 13 20, 13 30 với giá là 15.000. Và size đây là sẽ là size 20 30 này với giá là 18.000, và size 20 40 với giá sẽ là size 20 40 đây với giá là 22.000. Bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1 2 3 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg và rêu rừng sẽ là 50.000 trong kg nhé. Và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp, Anonic 12.000 cho một gói, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, Liền Da Mỹ Tiến 40.000, Liền Da Sẹo Đen sẽ là 50.000. Ba loại phân bón thông minh thanh trọng có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh hôm nay em lại về thêm. Cái phân bón làm hoàn toàn từ có được chiết xuất từ được làm từ dịch chuối này, phân châu đỗ tương. Ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng và sản phẩm với sản phẩm mà đã đảm bảo rằng là sẽ cung cấp những cái chất dinh dưỡng tối đa nhất để cho cây phát triển. Em bán một cái túi như vậy mà hạn chế nấm bệnh tuyệt vời luôn. Em bán một túi như vậy với giá là 35.000. Atonic 12 đây là Kinkinbun với giá là
đặc trị thú nhũn đấy ạ, 25.000 cho một gói, và chicho đề ma là 15.000 một túi nữa. Bên này đây thì em đang có cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán là 40.000. Đó. Có rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời, thì cô chú anh chị biết rồi, từ những cánh hoa hồi thì người ta cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Thì từ những cánh hoa hồi như vậy chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời. Như là diệt khuẩn, làm sạch không khí và thơm, rất là thơm luôn. Em đang bán mỗi lọ như vậy là 40.000. Ở đây thì em còn có thêm những cái bảng lan rất là đẹp mà rất là rẻ đấy cô chú anh chị. Cái hình số ở đây là những cái bảng long tu đá hoa tím này. Những cái giò lan nhỏ bé xinh xinh, những cái thân hoa sẽ cho cô chú anh chị những cái vẻ đẹp nhẹ nhàng. Cái hình ở đây em gọi là cái hình số 4 nhá, chính chị nhá. Hình số 4 cái bảng long tu xuân này với giá em đang bán là 70.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và hình số 3 với giá là 60.000. Hình số 2 một cái bảng vôi. Vôi rất là nhiều thân hoa, thân căng mướt cực đẹp như thế này. Em đang bán là 120.000 và bảng vôi số 1 là 120.000 cô chú anh chị nhá. Về treo hoa và chờ thưởng, chờ ngắm hoa thôi ạ. Dạ một lần nữa em xin được cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ cho kênh bên em ạ. Xin phép em dừng clip ạ.